Ngày 24 tháng 8, Công an huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương điều tra truy xét nhóm đối tượng đi ô tô đã rải đinh khủng nhằm chống trả công an khi bị truy đuổi. Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 22 tháng 8, tổ tuần tra công an huyện Bào Bàng phát hiện một xe ô tô màu trắng có biểu hiện nghi vấn nên bám sát. Phát hiện lực lượng chức năng bám đuổi, đối tượng điều khiển xe bỏ chạy qua các tuyến đường trong khu công nghiệp Bào Bàng và đường Mỹ Phước Tân Vạn. Trong quá trình bỏ chạy, các đối tượng ngồi trong xe đã xịt hơi cay và ném các vật thể là mảnh kim loại sắc nhọn về phía lực lượng để chống trả, làm cho phương tiện bị thủng lớp.